Dạ, mến chào anh em đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình lên một clip, trong đó gồm có là khế gân, cây mai chú thủy, nguyệt quế. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo. Vừa qua mình cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ clip đầu tiên. Rồi bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là cây cây mai chiếu thủy nu đặng kèo. Nu từ gốc tới ngọn nha anh em. Dạ, chiều cao là 36. Cái hoành thân là 15. Giao lưu là 350 nha, dạ bao xếp toàn quốc. Mai chiếu thủy bông thơm. Tiếp là mã số 2. Mã số 2 cũng là mai. Mai chiếu thủy nâu đặng kèo. Đó, cái này một thân mở ra 4 4 cành nha anh em. Dạ, chiều cao nó là 30. Dạ, cái hoành thân nó là 21. Nâu cục cục luôn. Giao lưu là 400 ngàn, không bao xếp toàn quốc. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 3. Mã số 3 cũng là mai chiếu thủy nu đặng kèo. Nó quá trời nu anh em nè, nó nu nó nổi cục cho bánh cam vậy. Dạ, chiều cao 26. Cái vành thân nó 18. Này giao lưu hôm nay 350 ngàn. Dạ, đổi cây. Tiếp mã số 4. Mã số 4 cũng là mai chiếu thủy bông thơm anh em ơi, vô chốt một cây hai cây về chơi. Dạ, chiều cao là 29. Dạ, cái hoành thân là 19. Dạ, giao lưu cũng là 400. Tiếp mã số 5. Mã số 5 cũng là mai chiếu thủy. Nó cái này nó có cái cành 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 hơi bay ha. Dạ, chiều cao nó là 50. Dạ, cây hoành thân của nó là 21. Dạ, giao lưu là 400. Mình cũng ba xếp có toàn quốc luôn. Tiếp là mã số 6 cũng là mai chú thủy. Cây này mình có đã định hình được nước dây rồi. Dạ, chiều cao là 21. Cái vành thân 17. Cái này mình xếp chậu được luôn. Dạ, giao lưu là 250 nha. Dạ, mã số 7 cũng là mai chiếu thủy nâu da đen. Đó, cái phôi này mình cũng đã định hình nghe anh em. Đó, mình vô sơ được nước dây rồi. Dạ, chiều cao 15. Cái tán này đó là 35. Dạ, cái hoành thân nó là 16. Giao lưu là 250 nha. Tiếp là mã số 8. Mã số 8 cũng là mai chiếu thủy nu da đen. Cái phôi này nó già dữ lắm rồi anh em ơi nè. Nó nổi gân nổi móc trơn. Cái này cũng đã định hình sơ rồi ha. Dạ, chiều cao 16. Cái hoành thân là 22. Dạ, giao lưu là 400, bao xếp toàn quốc. Tiếp là mã số 9. Mã số 9 cũng là mai chiếu thủy luôn. Nu da đen. Dạ, chiều cao nó là 14. Cái hoành thân 18. Giao lưu là 350 nha. Rồi giờ mình hết mai chiếu thủy nha anh em, mình lên khế gân nha. Mình lên được vài cây khế gân. Và mã số 10. Mã số 10 là cây khế gân. Đó, cây này nó đương cho trái.
mình có đã định hình anh em. Cái này nó kêu bằng cái này cũng như là khế gân là khế kêu bằng khế cổ đó anh ơi, anh em ơi. Đó, trái nó lớn ha. Dạ chiều cao nó là 94. Tổng tán này thì 115. Mấy cây khế này mình vô dây chứ xếp đi. Nó nặng cũng nặng tiền. Dạ, cây hoành thân của nó là 35. Cái đế đặc của nó là 70. Dạ mã số số 10, cái này mình giao lưu với anh em là 2.900.000, mình bao xếp có toàn quốc luôn. Dạ mình đổi cây, khi đi mình bó bầu gút chậu nha anh em, mình ép chân cành một chút nha. Tiếp là mã số 11. 11 là phôi khế gân. Phôi khế gân. Đó, phôi này mình lúc trước mình cũng vô dây là định hình sơ nó nè. Đó, mới bứng vô giờ nó ra mầm dữ lắm luôn rồi. Cây già cây anh em. Nguyên một khối luôn. Khế gân là khế chua, khế chùm đó. Dạ chiều cao nó là 62. Dạ tổng tán này là 72. Cái chân vị trí này là 57. Tổng cái này hết là 127. Khế gân là khế chua, khế chùm đó anh em ơi. Cái này nó dính liền một khối luôn nha. Đó, nó cái đế đặc luôn nè. Không có hỏi chút nào vậy. Dạ mã số 10. Dạ. Dạ dạ quên anh em, mã số 11. Dạ giao lưu anh em là 4 triệu đồng. Mình bao xếp code toàn quốc luôn. Dạ mình đổi cây. Dạ tiếp là mã số 12. Mã số 12 cũng là phôi khế gân luôn. Ủa, cây khế gân này mình đã vô chậu nó ra lá ra cành nè anh em. Đó, cây sống khỏe luôn. Xếp đi nó cũng không mất sức luôn. Nó có dáng hơi nghiêng nghiêng ha. Như hơi bay bay nhẹ. Dạ, chiều cao nó là 71. Mình đo tổng cái tàn này ha. Tổng cái tàn này là 65. Dạ, hoành thân nó là 34. Cái này, cái đế đặc luôn anh em ơi. Cái đế đặc của nó là 48. Cây này mà xuống đất về lại cho qua cho trái. Dạ, tiếp là mã số 12. Cây khế gân này mình giao lưu với anh em là 1.500.000. Mình bao xếp code toàn quốc ha. Rồi. Rồi mình hết khế gân rồi, bây giờ mình lên Nguyệt Quế. Tiếp là mã số 13. 13 là phôi Nguyệt Quế. Phôi Nguyệt Quế lá sống bông chùm. Bông thơm. Cây này có cái dáng lắc nha anh em, thân lắc nè. Chi cành đều luôn. Cây nhỏ mà đế đều. Dạ chiều cao nó là 89. Dạ hoành thân nó là 23. Cái đế nó nhỏ mà đều cây. Cái đường kính bầu nó là 40. Đó, tuy nó nhỏ mà nó già cây ha. Dạ mã số 13. 13 giao lưu là 750.000. Mình cũng bao xếp code đồng quốc luôn.
Cái cây này xếp cũng hả, cũng cỡ 200 ngàn anh em ơi. Giá đó là mình bao xếp rồi đó. Tiếp là mã số 14. 14 cũng là phôi nguyệt quế, lá sắn bông chùm luôn. Cây nó nhỏ mà nó già cây. Mấy nguyệt quế này nó lâu lớn lắm nè, đó cây nào nó cũng có đế nha. Và chiều cao nó là 79. Và cái hoành thân nó là 33. Tuy nhỏ nè, đế nó đều ha. Cái đường kính bầu nó là 45. Và mã số 14, 14 cái này giao lưu với anh em là 1 triệu đồng. Rồi mình đổi cây. Tiếp là mã số 15. 15 cũng là phôi nguyệt quế, lá sắn bông chùm. Đó, cây nào nó cũng lắc nhẹ hết trơn anh em ha. Tại vì mấy phôi nguyệt quế này mình không săn sóc nè. Nó già dữ lắm cây rồi. Và chiều cao nó là 71. Và cái hoành thân nó là 31. Cái đường kính bầu nó là 46. Đó, đế đặc luôn ha. Thôi không có chạy xước gì hết trơn nè. Và mã số 15 giao lưu anh em cũng là 1 triệu đồng. Cây này xếp cũng là cũng 300 ngàn rồi anh em ơi. Nguyệt quế này nó phôi, mấy cái phôi này đất nó ấy nè, đất nó đặt nó nặng lắm. Tiếp là mã số 16. 16 cũng là phôi nguyệt quế luôn, lá sắn bung chùm ha. Đó, cây nào có thân nó cũng hơi lắc nhẹ hết trơn nè. Và chiều cao nó là 69. Cái hoành thân của nó là 30. Cái đường kính bầu của nó là 46. Đó, cái đế của nó nè. Nó không có chạy xước chỗ nào hết trơn ha. Giao lưu với anh em là 900 ngàn. Mình cũng bao xếp code toàn quốc ha. Số điện thoại giường mình là 0939 906 192. Cũng là số Zalo. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Tiếp là mã số 17. 17 cũng là phôi nguyệt quế, lá sắn bông chùm nha anh em. Đó, cây nào nó cũng đế hết trơn nè. Nó nhỏ mà nó có già cây. Và cái chiều cao của nó là 83. Và cái hoành thân là 31. Và cái đường kính bầu của nó là 50. Nó cây bé lớn mà đường kính bầu 50 đó. Nó đế nó đều ha. Chỗ nào cũng có rễ chứ. Và mã số 17. 17 giao lưu với anh em cũng là 1 triệu đồng. Cây nguyệt quế mini ha. Và mã số 18 cũng là phôi nguyệt quế, lá sắn bông chùm anh em à. Cái lúc mình đi mình xức keo cho anh em ha. Cây mình mới làm chưa xức keo gì hết. Và chiều cao là 33. Cái hoành thân nó là 26. Đó. Đường kính bầu nó là 32. Đó, rễ nó nổi lên trên hết trơn rồi. Nó nhỏ mà già cây ha. Dạ, giao lưu với anh em là 500 ngàn. Tiếp là mã số 19. 19 cũng là phôi nguyệt quế, lá sắn bông chùm luôn. Đó, cái phôi này. Mấy cái cành này về, anh em mà chốt về mình vô dây được rồi đó.
vô dây được, mình trồng cái đất luôn được rồi. Mấy cái cành này nó già hết rồi, nó cái đế nó cũng đều đều luôn. Cái này dạng bonsai đẹp nè. Dạ chiều cao là 42. Dạ cái hoành thân của nó là 31. Cái củ đặc nó ăn hết mặt bầu luôn anh em ơi. Cái đường kính bầu nó là 102. Và mã số 19 phôi Việt Quế. Mình giao lưu với anh em là 1 triệu 200 ngàn. Dạ mình đổi cây. Tiếp là mã số 20. 20 cũng là phôi Nguyệt Quế lá sắn bung chùm. Cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. À, cái phôi này tuy nó nhỏ mà đế nó cũng đều ha. Dạ chiều cao nó là 43. Đó, cái hoành thân của nó là 31. Nè, cái đế nó ăn hết mặt bầu anh em ơi là 111. Dạ, mình giao lưu với anh em phôi Nguyệt Quế này giá 900 ngàn. Mình cũng bao ship code toàn quốc luôn, cũng là mã số cuối clip. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192. Vừa qua mình cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ nhiệt tình ha. Hẹn clip sau gặp lại và chào anh chị em.